ô tô dựng hàng 3, hàng 4 trở thành những bến bãi tự phát lấn chiếm gần một nửa đường. Cũng có một số là cố tình, nhưng mà cái lớn hơn cả ấy là mình không tạo ra một cái môi trường, một cái hành lang để cho người dân có cái điều kiện. Như hiện tại thì quanh khu vực này gần như là không có một cái bãi đỗ xe nào, tầng hầm thì cũng không có bãi đỗ xe ô tô, dẫn đến là nhiều người là họ phải đi rất là xa. Theo người dân, tình trạng này diễn ra từ lâu. Mỗi ngày có khoảng 3.000 ô tô của hơn 20.000 nhân khẩu thuộc 7 tòa chung cư này, xây dựng 40 tầng nhưng lại không có tầng đỗ ô tô.